Sao tự nhiên gấu vậy ta? Nổi hết đi gà rồi. Làm như có ai đang nhìn mình thì phải. Hả? Ai trên nóc tủ đó vậy? Ba mẹ ơi, có con ma. Cái gì vậy hả Đốm? Có con ma mắt đỏ trong phòng của con. Nó ghê lắm. Hôm nay nó xài xuống chỗ con nữa. Buổi sáng coi phim kinh dị cho dữ vô, rồi buổi tối tưởng tượng tùm lum hả Đốm? Thôi, lo ngủ đi. Vậy thì mình sẽ tự xử lý con ma nó luôn. Con ma mắt đỏ kìa, tao không có sợ ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ đừng có cắn nha. Tôi là dơi, không phải là ma. Con dơi hút máu. Có chuyện gì vậy hả Đốm? Cho mày chết. Đợi nước máu ta hả? Trời ơi, sao con đè bạn dơi vậy? Con dơi này tính hút máu con hả bà? Thôi là con chụp kịp cái chổi. Đốm hiểu lầm rồi. Trên thế giới có tới 1.300 loài dơi khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 3 loài là loài dơi hút máu, mà 3 loài đó chỉ sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, chứ làm gì có ở nước mình. Hình dạng dơi tuy đáng sợ nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái, vì chúng giúp thụ phấn cho hoa. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào sự phân tán hạt hoàn toàn vào loài dơi. Hơn nữa, 70% loài dơi ăn sâu bọ, như bạn dơi vừa cứu con khỏi hai con muỗi đó. Xin lỗi bạn dơi nha, mình thật sự không biết. Ha 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 ha